Rất vui được gặp lại các bạn trong clip trải nghiệm cùng Game Cây. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Hiện tại chúng ta có thể đăng ký và tải game tại vltkm.zing.vn. Ngay từ khi bắt đầu vào game thì người chơi có thể lựa chọn ngay cho mình một trong 8 class nhân vật là Thiên Nhẫn, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Vương, Tiêu Dao, Đào Hoa và Thúy Uyên. Với hình dáng, đặc điểm và những kỹ năng riêng biệt, các bạn có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Và đặc biệt hơn nữa là những class này sẽ được phân chia thành ngũ hành tương khắc, tạo tính cân bằng trong game. Cho nên các bạn sẽ không lo là class của mình mạnh hay là yếu so với những class nhân vật khác. Và tôi sẽ lựa chọn Võ Đang, vì đơn giản là tôi khá yêu thích nhân vật kiếm hiệp Trương Tam Phong. Chúng ta cùng chờ đợi ít phút trước khi vào game. Như vậy là tôi đã vào game và bắt đầu với những nhiệm vụ tân thủ đầu tiên. Trước khi đến với những nhiệm vụ trong game thì người chơi có thể làm theo hướng dẫn thao tác cơ bản đầu tiên. Như các bạn có thể thấy là chúng ta có thể điều khiển nhân vật thông qua hệ thống phím mạo trên màn hình. Và người chơi có thể theo dõi cũng như trong game một chút để chúng ta nắm rõ hơn về cách chơi của game. Ở đây thì ngay khi bắt đầu vào game thì các bạn sẽ có ngay 5 skin, bao gồm 1 skin thường cũng như là 4 skin đặc biệt. Và những skin đặc biệt này sẽ cần có thời gian để hồi chiêu. Và khi di chuyển trong hệ thống phụ bản thì người chơi sẽ phải di chuyển vào những điểm sáng trên màn hình để có thể mở ra quái vật, chúng ta có thể đánh những quái vật đó để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây thì hệ thống phụ bản trong game sẽ được chia ra làm nhiều cửa ải khác nhau. Như các bạn có thể thấy, để làm quen với tựa game như là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile là khá đơn giản. Tôi có cảm giác là tựa game này khá giống với cả Ngạo Kiếm Vô Song. Về mặt hình ảnh cũng như là cách chơi thì tương đối giống. Đây là một tựa game được xây dựng theo hướng nhập vai hành động. Thời gian đầu thì người chơi vẫn sẽ tập trung vào hệ thống nhiệm vụ tuân thủ theo cốt truyện và dần mở khóa các tính năng mới trong game. Và tất nhiên thì hoạt động chính thì vẫn là hình thức vượt ải với độ khó tăng dần. Qua đó người chơi có thể tìm kiếm thêm trang bị nguyên liệu để nâng cấp vào sức mạnh của nhân vật cũng như là đội hình. Với các kỹ năng trong game thì các bạn có thể kết hợp với nhau tạo thành những chuỗi combo vô cùng uy lực và hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Như các bạn có thể thấy, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile là một tựa game đầu tư khá tốt về mặt hình ảnh cũng như là hệ thống âm thanh trong game. Có thể thấy những hiệu ứng núi lở cũng như là mưa lửa trong game được thực hiện khá là tốt. Và xen giữa những đoạn chuyển cảnh sẽ là những cốt truyện mà người chơi vừa có thể chơi game, chúng ta cũng có thể theo dõi những cốt truyện trong game. Sau khi làm một số thao tác cơ bản cũng như là những nhiệm vụ ban đầu thì người chơi có thể lựa chọn ngay tên nhân vật của mình. Trong ngày đầu ra mắt thì Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile hoạt động khá ổn định, hoàn toàn có hiện tượng giật lag hay đứt kết nối. Việc đăng nhập vào game cũng tương đối đơn giản và dễ dàng, mặc dù lượng người chơi tham gia ngày đầu là tương đối đông. Như tôi vừa giới thiệu được với các bạn thì Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile là một tựa game sở hữu nền họa 3D khá đẹp mắt, nhờ được thiết kế theo công nghệ Unity tiên tiến nhất hiện nay. Hình ảnh mang lại độ sắc nét cao, sống động với những hiệu ứng vô cùng hoành tráng. Các chiêu thức võ công được tái hiện với các đòn thế được định hướng sẵn và dễ sử dụng. Độ tương phản cao giữa những mảng màu sáng tối cũng làm nổi bật thêm khung hình trong game. Ngoài ra, tạo hình nhân vật cũng được thiết kế kỹ lưỡng tỉ mỉ với những bộ trang phục bắt mắt, đúng chất kiếm hiệp, không lẫn vào đâu được. Cũng như nhiều tựa game nhập vai khác hiện nay thì khi đến với Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì các bạn cũng khá đơn giản cũng như là dễ dàng làm quen ngay từ những thao tác đầu tiên. Tuy nhiên, để thực hiện thành thục những đòn thế này trong những phụ bản cũng như là khi chúng ta PK cùng những người cùng chơi khác
thì người chơi sẽ cần phải căn chỉnh đôi chút để thực hiện một cách chính xác. Và để tăng thêm phần thú vị trong game, nhà phát hành đã đưa vào Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile hệ thống khinh công, mà người chơi có thể nhảy lên không trung để né đòn của đối phương, cũng như là giúp cho phong cách PK trở nên đa dạng phong phú hơn. Bên cạnh đó thì hệ thống skin trong game cũng được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Ở đây người chơi sẽ có những skin chủ động cũng như là bị động. Các bạn có thể tự buff cho nhân vật của mình cũng như là thi triển những kỹ năng cùng một lúc. Tuy nhiên thì khi đến với Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, chúng ta không đơn giản chỉ là sử dụng hệ thống auto được tích hợp trong game, mà ở những level đầu tiên thì người chơi phải dùng thao tác tay khá là nhiều. Chúng ta có thể điều khiển hướng di chuyển của nhân vật cũng như là tự đưa ra những skin. Tất nhiên là những skin khóa thì các bạn sẽ mở theo những level nhất định trong game. Và để có thể hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi phụ bản thì người chơi sẽ phải hạ gục hết quái vật. Có một điểm mà tôi thấy Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile khá là giống với Ngạo Thế Vô Song là các bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được những nội khí để có thể thi triển những kỹ năng đặc biệt. Có thể nói Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile là một tựa game kiếm hiệp mà tôi đánh giá khá là cao. Không chỉ sở hữu gameplay đa dạng cũng như những hình ảnh vô cùng mượt mà ngay cả những hoạt động cũng như là những tính năng trong game cũng vô cùng đặc sắc và đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ dành cho game thủ, như là hệ thống phụ bản, đọt bảo. Bên cạnh đó thì người chơi có thể tham gia săn boss vào những khung giới định trong game. Và người chơi cũng sẽ không phải nhàm chán khi tham gia vào hệ thống phụ bản dày đặc, khi ở mỗi map khác nhau thì các bạn sẽ được gặp gỡ những boss khác nhau và chúng ta sẽ được trải nghiệm những sự mới lạ khác nhau. Chỉ trong thời gian ít phút, chúng tôi mới mang đến người chơi những tính năng cơ bản trong game. Có lẽ đang mới và thú vị, các bạn sẽ được trải nghiệm ở những level cao hơn. Clip chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.